Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Tờ Newsweek có bài tường trình nhân đề: Taliban bị nghi ngờ sau khi 1,2 triệu Mỹ kim bị đánh cắp từ máy bay phản lực Nga bị rơi. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Taliban đang bị nghi ngờ sau khi 1,2 triệu Mỹ kim được cho là đã bị đánh cắp từ một máy bay tư nhân của Nga bị rơi ở tỉnh Badakhshan phía bắc Afghanistan vào ngày 21 tháng Giêng. Theo Trung tướng Igor Krasnov, Tổng công tố Nga, 4 trong số 6 người trên máy bay Dassault Falcon 10 sống sót sau vụ tai nạn. Cơ quan vận tải hàng không liên bang Nga cho biết, chiếc máy bay đang thực hiện di tản y tế từ Thái Lan đến Nga, đi từ phi trường Utapao gần Pattaya đến Mạc Tư Khoa qua Ấn Độ và Uzbekistan. Anna Evsyukova, người phải vào bệnh viện khẩn cấp ở Thái Lan và dự kiến tiếp tục điều trị ở Nga, cùng chồng cô là Anatoly Evsyukov đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Những người sống sót đã đến Mạc Tư Khoa vào hôm thứ Sáu qua ngã Dubai. Một trong những phi công của Falcon 10, Arkady Grachev, cho biết hôm thứ Sáu rằng vụ tai nạn là do vấn đề kỹ thuật. Cơ phó Dmitry Belikov cũng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn của Falcon 10 là do trục trặc kỹ thuật. Rõ ràng là do vấn đề với nhiên liệu, hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin. Sau vụ tai nạn, Krasnov dẫn các nguồn tin trong khu vực cho rằng 1,2 triệu Mỹ kim đã bị đánh cắp từ máy bay tư nhân. Các cơ quan truyền thông Nga cũng đưa tin rằng Mohammad Ayub Khalid, thống đốc Taliban ở tỉnh Badakhshan phía đông bắc, đã ra lệnh điều tra vấn đề. Chính thức là Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan, Taliban là một tổ chức quân sự và phong trào ở giữa cuộc nội chiến ở Afghanistan. Được thành lập vào năm 1994, nhóm này đã có lúc kiểm soát Afghanistan một lần từ năm 1996 đến năm 2001 và sau đó một lần nữa từ năm 2021. Phi công Rajesh nói, lời buộc tội quân Taliban ở Badakhshan ăn cắp số tiền này đã khiến nhóm phi công và ba thành viên phi hành đoàn này không thể giao máy bay cho Đại sứ quán Nga ở Kabul. Trả lời các báo cáo rằng hơn 1 triệu Mỹ kim đã bị đánh cắp khỏi máy bay. Anh ta nói, ở đó không có tiền, nhưng cho biết các thành viên phi hành đoàn đã đưa một số tiền nhỏ cho người Afghanistan như một biểu tượng cảm ơn vì đã hỗ trợ họ sau vụ tai nạn máy bay. Có tiền cá nhân ở đó, người Afghanistan đến giúp đỡ. Chúng tôi phải cảm ơn họ bằng cách nào đó, anh nói. Rajesh cho biết, những người sống sót đã phải trải qua một ngày rưỡi trong giá lạnh và phải đốt dây giày để giữ ấm. Sau đó các bác sĩ bắt đầu kéo chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi được đưa ra khỏi độ cao 4.000 mét qua lớp tuyết dày. Chúng tôi đi bộ khoảng 5 giờ mới đến ngôi làng, anh nói. Putin có dám tấn công NATO không? Tướng Lithuania trả lời, Putin không dám đâu. Khi các quan chức Âu Châu ngày càng lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga vào NATO, chỉ huy lực lượng vũ trang của Lithuania vẫn giữ bình tĩnh. Tướng Valdemaras Rupsi nói với đài phát thanh Lithuania, Zinu Radias, hôm thứ Sáu. Năm nay, năm tới, khả năng xảy ra chiến tranh giữa Nga và NATO là rất thấp, cực kỳ thấp. Ông đồng ý rằng các điều kiện có thể thay đổi, nhưng hiện tại lực lượng Nga ở quân khu phía Tây nước này đang tham gia đầy đủ vào Ukraine, không gây ra mối đe dọa ngay lập tức. Về phần mình, Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis cho rằng đất nước nên chuẩn bị sẵn sàng để tự vệ. Chúng ta phải cảm thấy chiến tranh đang đến gần chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng nếu Nga không bị chặn đứng ở Ukraine thì điều đó có thể tiếp tục. Landsbergis nói và nhấn mạnh rằng tiếp theo sẽ là các quốc gia vùng Baltic. Đó không phải là sự ngờ vực. Nó thực sự đang chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra tiếp theo và hy vọng điều này có thể gửi một thông điệp đủ tới bạn bè và đối tác của chúng ta ở Âu Châu.
trong NATO rằng chúng ta phải xem xét vấn đề này một cách nghiêm chỉnh, Jens Spiekers nói thêm. Các quan chức hàng đầu của một số nước Âu Châu trong những tuần gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa xâm lược rộng rãi hơn của Putin. Rupsis nói, khi chúng tôi phải thảo luận về lời khuyên quân sự với những người không thực sự đủ trình độ để đưa ra lời khuyên quân sự, sẽ có một số nhầm lẫn, và đề nghị các chính trị gia nên tập trung vào vai trò cụ thể của họ, vị tướng nhấn mạnh. Sẽ tốt cho mọi người thực hiện công việc của mình trong toàn bộ quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, ông ca ngợi công tác chuẩn bị đang diễn ra cho cuộc xung đột tiềm ẩn và kêu gọi hành động nhanh chóng để thành lập một lữ đoàn quân sự có quy mô từ hạng nhẹ đến trung bình và trang bị cho lực lượng này các phương tiện chiến đấu bộ binh và xe tăng. Lithuania, Latvia và Estonia đã đồng ý thiết lập khu vực phòng thủ chung ở Baltic trên biên giới của họ với Nga và Belarus trong bối cảnh lo ngại an ninh ngày càng gia tăng vào thứ Sáu tuần tới. Theo đó, Estonia sẽ xây dựng 600 hầm trú ẩn dọc biên giới dài 333 km với Nga. Đài truyền hình công cộng ERR của Estonia đưa tin nó sẽ có giá 60 triệu euro. Estonia hứa sẽ bắt đầu xây dựng vào đầu năm 2025. Kế hoạch của Latvia chưa được xác định rõ ràng, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Andris Grups đã nói rằng sẽ mất một thập kỷ để xây dựng. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevich kêu gọi Phần Lan và Ba Lan tham gia khu vực phòng thủ Baltic. Nếu muốn có một cơ chế phòng thủ hiệu quả, các nước phải hợp tác cùng nhau. Putin hôm thứ Năm đã bay qua biển Baltic lần đầu tiên kể từ khi nó trở thành hồ của NATO với Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh. Putin đã đến Kaliningrad, một thành phố được quân sự hóa mạnh mẽ của Nga. Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, khi Tổng thống đến thăm các khu vực của Nga, ông ấy chắc chắn không cố gắng gửi bất kỳ thông điệp nào tới các nước NATO. Ông nói thêm, Điện Kremlin coi việc xây dựng quân đội ở vùng Baltic là mối nguy hiểm đối với Kaliningrad. Cựu tướng an ninh NATO nói, chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ người dân Ukraine. Cựu tướng an ninh NATO Lord Robertson nói với Sky News rằng người Ukraine đang chiến đấu vì chúng ta và chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Robertson nói, cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã hoàn toàn đảo lộn trật tự mà chúng ta đã quen thuộc. Nếu hắn ta nuốt chửng được một đất nước 44 triệu dân ngay tại trung tâm Âu Châu, liệu hắn ta có thực sự dừng lại không? Ông nói thêm rằng phần còn lại của chúng ta khi đó sẽ gặp nguy hiểm vì Putin sẽ được thúc đẩy bởi bất kỳ thành công nào mà hắn đạt được ở Ukraine. Vì vậy, họ đang chiến đấu vì chúng ta và đó là lý do tại sao tôi tin rằng chúng ta cần tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược cho đất nước này để bảo đảm rằng họ có được trang bị cần thiết vào thời điểm này. Họ đang chiến đấu vì chúng ta, và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Trục Iran-Nga hợp tác chống lại phương Tây. Tờ News có bài tường trình nhan đề Iran and Russia strengthen ties in partnership against the West. Nghĩa là Iran và Nga tăng cường quan hệ hợp tác chống lại phương Tây. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Mạc Tư Khoa và Tehran sẽ tăng cường quan hệ đối tác an ninh và hợp tác để chống lại các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt. Một kiến trúc sư chủ chốt của cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine của Vladimir Putin cho biết. Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga tuyên bố hợp tác chặt chẽ hơn giữa các đồng minh sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Akbar Ahmadian. Mối quan hệ giữa Tehran và Mạc Tư Khoa đã trở nên sâu sắc hơn kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine với việc Iran cung cấp cho lực lượng Nga các máy bay không người lái Shahed đã tàn phá cơ sở hạ tầng của Ukraine. Cả hai quốc gia có vũ khí hạt nhân đều phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế cứng rắn. Trong cuộc gặp hôm thứ Tư, Patrushev và Ahmadian đã thảo luận về mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Hội đồng An ninh, cơ quan thực thi pháp luật và tình báo của các nước, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS. Cuộc thảo luận của các quan chức tập trung vào an ninh thông tin và an ninh kinh tế trước áp lực trừng phạt từ các nước phương Tây. Cơ quan này cho biết Patrushev khoe rằng mối quan hệ giữa các nước đang đạt đến một tầm cao mới. Patrushev trước đây là nhà lãnh đạo cơ quan tình báo chính của Nga, FSB, là một trong ba người trung thành với Putin đã phục vụ Tổng thống Nga từ những năm 1970 ở St. Petersburg. Quan điểm diều hâu của ông đã khiến ông trở thành nhân vật chủ chốt trong cuộc xâm lược nước láng giềng của Nga, của Putin.
Ông đã đến thăm Tehran vào tháng 11 năm 2022 để gặp người tiền nhiệm của Ahmadiyyan, Ali Samkhani. Vào tháng 6 năm 2023, Patrushev đã tổ chức một cuộc gặp với chuẩn tướng cảnh sát trưởng Iran Ahmad Riza Radan tại Maktoukha, hãng tin Fars của Iran đưa tin. Theo truyền thông nhà nước Iran, Ahmadiyyan đã sử dụng các cuộc đàm phán hôm thứ Tư để chỉ trích phương Tây về cuộc chiến của Israel chống lại Hamas, nói với người đồng cấp Nga rằng sự vĩ đại của nước Mỹ đã tan vỡ và ngày nay nước này thậm chí không thể tập hợp được các đồng minh truyền thống của mình. Ông nói thêm, một quốc gia tự coi mình là siêu cường đang tham gia vào cuộc chiến chống lại các nhóm kháng chiến và người dân trong khu vực. Cuộc chiến ở Gaza tiếp tục khi Israel chiến đấu với Hamas sau các cuộc tấn công của nhóm này vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Trong khi Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Liban và biên giới của nước này, các nhóm liên kết với Iran đã tấn công vào các lợi ích của Mỹ và quốc tế trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng hơn. Nga cũng lên án hành động của Israel ở Gaza. Vụ đánh bom hôm 3 tháng Giêng, trong buổi lễ đánh dấu vụ Mỹ ám sát Qasem Soleimani tại thành phố Kerman của Iran đã giết chết ít nhất 94 người mà nhóm cực đoan Hồi giáo Sunni nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm. Hôm thứ Tư, Patrushev bày tỏ lời chia buồn về vụ tấn công và ông và người đồng cấp Iran đã thảo luận về việc hợp tác chặt chẽ hơn với nhau để chống khủng bố. Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga cho biết một thỏa thuận song phương toàn diện giữa Iran và Nga dự kiến sẽ được Tổng thống các nước ký kết, mặc dù ngày tháng chưa được ấn định. Số phận hầm hiu của người đàn ông Nga đã thoát khỏi tòa nhà đang cháy, mấy ngày sau lại thiệt mạng trong một vụ cháy khác. Tờ Newsweek có bài tường trình nhân đề Man escapes from burning building, dies in another fire days later. Nghĩa là người đàn ông thoát khỏi tòa nhà đang cháy, mấy ngày sau lại thiệt mạng trong một vụ cháy khác. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Theo truyền thông nhà nước Nga, một người đàn ông thoát khỏi một đám cháy đã chết sau khi không thể chạy thoát khỏi một ngọn lửa khác chỉ hai ngày sau đó. Theo đài truyền hình RTVI của Nga, người đàn ông chưa rõ danh tính sống ở thành phố Saratov phía tây nam nước Nga đã cố gắng thoát khỏi đám cháy ở căn phòng tầng 4 của mình vào ngày 23 tháng Giêng, nhưng đã chết trong một vụ hỏa hoạn khác vào ngày 25 tháng Giêng. RTVI dẫn lời Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực cho biết, do tình trạng khẩn cấp, một người đàn ông sinh năm 1973 đã chết. Đồng thời nói thêm rằng, người ta cho rằng một điếu thuốc được cho là đã gây ra hỏa hoạn. Trong trận hỏa hoạn ngày 23 tháng Giêng, một tấm nệm trong nhà của người đàn ông đã bốc cháy, nhưng anh ta đã chạy trốn đến nơi an toàn. Không rõ liệu anh ta có bị thương trong vụ việc này hay không. Nhà chức trách chưa xác nhận liệu anh ta chết ở cùng địa điểm nơi xảy ra vụ cháy đầu tiên hay ở nơi nào khác. RTVI cho biết, một cuộc khám nghiệm pháp y đã được yêu cầu để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của người đàn ông. Newsweek đã cố gắng liên hệ với Hội đồng Saratov để xin bình luận qua điện thoại vào ngày 26 tháng Giêng, nhưng không nhận được câu trả lời. Một báo cáo của Newsweek cho thấy, số vụ cháy công nghiệp kỷ lục đã nhấn chìm nước Nga vào năm ngoái, theo dữ liệu từ MONFA, một cơ quan tình báo nguồn mở ở Ukraine. Số vụ cháy như vậy ở Nga vào năm 2023 đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước, dựa trên phân tích các báo cáo truyền thông về các vụ cháy ở các nhà máy, trung tâm mua sắm, trung tâm quân sự và hậu cần, nhà kho và kho chứa dầu. MONFA nhận thấy có 939 vụ cháy như vậy ở Nga vào năm 2023, so với 416 vụ vào năm 2022. Có nghĩa là số vụ cháy kiểu này ở Nga đã tăng 125,7% vào năm ngoái so với năm trước. MONFA lưu ý rằng số vụ hỏa hoạn vào năm 2022 cũng tăng 24,5%, năm bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Vladimir Putin vào Ukraine so với năm 2021. Nhiều vụ cháy trong số này không thể giải thích được,
và Điện Cẩm Linh cũng như các quan chức địa phương hiếm khi đưa ra tuyên bố công khai về các vụ cháy cũng như nguyên nhân của chúng. Mặc dù ngón tay đổ lỗi đôi khi nhắm vào những người theo đảng phái hoặc những kẻ phá hoại người Ukraine, Kyiv hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm về các sự việc trên đất Nga. Tình trạng thiếu lính cứu hỏa cũng đã được báo cáo. Trang tin Ukra.ru có trụ sở tại Yekaterinburg đưa tin chuyên gia dân phòng Oleg Bazanov cho biết bộ tình trạng khẩn cấp Nga thiếu hơn 20.000 lính cứu hỏa. Ông cho biết thêm, ngoài việc thiếu nhân sự còn có vấn đề về nhiên liệu, đồng phục, máy bay sử dụng trong các đơn vị chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Đại sứ Hoa Kỳ thất vọng trước sự cù nhầy của Hung Gia Lợi trong việc phê chuẩn cho Thụy Điển gia nhập NATO. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hung Gia Lợi, hay còn gọi là Hungary, cho biết Mỹ thất vọng vì việc Hung Gia Lợi phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO mất quá nhiều thời gian, đồng thời cảnh báo rằng Budapest thực sự đơn độc và chính phủ Hung Gia Lợi đang theo đuổi ảo tưởng đối ngoại thay vì chính sách đối ngoại. Theo nhiều tháng trì hoãn, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển trong tuần này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký vào thứ Năm, khiến Hung Gia Lợi trở thành quốc gia duy nhất trong liên minh gồm 31 thành viên vẫn chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập của Thụy Điển. Trong khi chính phủ Hung Gia Lợi chính thức ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập, Quốc hội nước này đã tránh bỏ phiếu về vấn đề này, gây ra sự thất vọng giữa các đồng minh NATO và đặt ra câu hỏi về động cơ của Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán. Nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi thường xuyên chỉ trích các đồng minh phương Tây của mình và đang nuôi dưỡng mối quan hệ với Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh. Trong một cuộc phỏng vấn tại Đại sứ quán Mỹ ở Budapest vào chiều thứ Năm, Đại sứ Mỹ David Pressman cho biết, một liên minh chỉ mạnh mẽ khi chúng ta thực hiện những cam kết mà chúng ta đưa ra với nhau, cũng như những cam kết mà chúng ta hứa tuân thủ. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chính phủ Hung Gia Lợi phải thực hiện đúng cam kết của mình và cam kết của họ là sẽ không phải là đồng minh cuối cùng phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển. Giữ lời hứa rõ ràng là một yếu tố quan trọng của sự tin tưởng trong bất kỳ mối quan hệ nào. Khi được hỏi liệu Hung Gia Lợi có đưa ra bất kỳ yêu cầu nào không, Pressman nói, Hoa Kỳ không biết điều gì đã gây ra sự chậm trễ của chính phủ Hung Gia Lợi. Và ông đã thẳng thắn nói về quan điểm của Washington. Chúng tôi thất vọng vì việc này kéo dài quá lâu và chúng tôi mong muốn Hung Gia Lợi thực hiện đúng cam kết đã đưa ra với Hoa Kỳ và các đồng minh khác. Đại sứ cũng nhấn mạnh sự cô lập ngoại giao ngày càng sâu sắc của Budapest. Ngoài vấn đề Thụy Điển gia nhập NATO, ông nói Hung Gia Lợi thực sự đơn độc và điều đó không cần thiết phải như vậy. Đồng thời trích dẫn các quyết định của chính phủ Hung Gia Lợi như chặn nguồn tài chính của Liên hiệp Âu Châu cho Ukraine, hội đàm với Vladimir Putin và phản đối các nỗ lực đa dạng hóa nguồn năng lượng của Nga là những dấu hiệu đáng lo ngại. Cơ quan an ninh FSB của Mạc Tư Khoa cho biết, hai công dân Nga đã bị bắt vì chuyển thông tin về quân đội nước này cho Ukraine. Nga đã bắt giữ một số công dân của mình mà họ cho rằng đã làm việc với Ukraine hoặc tài trợ cho quân đội Ukraine kể từ khi Mạc Tư Khoa phát động cuộc tấn công quân sự toàn diện vào tháng 2 năm 2022. FSB hôm thứ Sáu cho biết, họ đã bắt giữ hai người đàn ông ở thành phố Rostov-on-Don, phía Nam, với tội danh phản quốc, là tội danh có thể phải chịu án tù lên tới 20 năm. FSB sử dụng ngôn ngữ ưa thích của Mạc Tư Khoa cho chiến dịch quân sự của mình cho biết. Theo một cuộc điều tra, họ đã chủ động thiết lập liên lạc với một đại diện của cơ quan an ninh Ukraine. Trong quá trình liên lạc, họ đã đồng ý thu thập và truyền tải thông tin về các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga tham gia hoạt động quân sự đặc biệt. Nó cáo buộc hai người này đã được trả tiền để cung cấp thông tin về vị trí của thiết bị quân sự và nhân sự. Rostov-on-Don là trụ sở chỉ huy cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
Thành phố này nằm trên biển Azov và cách biên giới với các khu vực Donetsk và Luhansk của Ukraine chưa đầy 100 km. Hai trong số bốn khu vực mà Mạc Tư Khoa tuyên bố đã sáp nhập. Putin tìm cách mở rộng sang Bắc Cực bằng tàu phá băng hạt nhân. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Putin looks to expand into Arctic with nuclear icebreaker. Nghĩa là Putin tìm cách mở rộng sang Bắc Cực bằng tàu phá băng hạt nhân. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Putin hôm thứ Sáu đã phê duyệt việc xây dựng một tàu phá băng hạt nhân có thể giúp mở rộng các tuyến thương mại của đất nước ông. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, ông Putin đã cấp phép cho con tàu có tên Leningrad được đóng trong buổi lễ khởi công ở St. Petersburg. AFP lưu ý tin tức về tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng xuyên qua băng để tạo các tuyến đường đi qua tốt hơn cho các tàu chở hàng. Được đưa ra khi Mạc Tư Khoa đang tìm cách mở cửa các tuyến hàng hải thương mại ở phía Bắc Bắc Cực. AFP viết, dưới các lệnh trừng phạt của phương Tây vì cuộc tấn công vào Ukraine, Nga hy vọng sẽ dựa vào tuyến đường biển phía Bắc, một tuyến đường vận chuyển đi qua Bắc Băng Dương để tạo điều kiện giao thương nhiều hơn với Á Châu bằng cách cắt giảm khoảng cách và chi phí. Trong buổi lễ hôm thứ Sáu tại nhà máy đóng tàu Baltic, Andrei Kostin, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đóng tàu thống nhất của Nga, đã xin phép Putin cho phép lắp đặt một bảng trọng tải trên khoang đầu tiên của tàu phá băng hạt nhân tương lai Leningrad. Hãy để việc đó được thực hiện, ông Putin trả lời theo TASS. Tổng thống Nga cũng được cho là thừa nhận tàu phá băng sẽ được sử dụng cho cuộc thám hiểm quan trọng nhất ở Bắc Cực và đề cập đến một số khu vực của Nga nơi ông hy vọng đội tàu phá băng của mình sẽ sớm được sử dụng. Putin nói, ở Chukotka, Yamal, Taimyr, Yakutia, ở tất cả các khu vực Bắc Cực khác của chúng ta, những tàu phá băng mạnh mẽ mới và các tàu phá băng cao cấp khác đang rất được chờ đợi. Chúng ta chắc chắn sẽ giải quyết những vấn đề này một cách nhất quán, mở rộng hạm đội Bắc Cực của mình, đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng mới trước mắt. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc theo hướng này. Nga hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới chế tạo và vận hành tàu phá băng hạt nhân. Leningrad là tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 5. TASS đưa tin con tàu sẽ dài 173,3 mét, rộng 34 mét và cao 52 mét. Hãng thông tấn này cũng cho biết, Leningrad được thiết kế để tồn tại trong 40 năm và sẽ có thủy thủ đoàn gồm 52 người điều khiển. Việc bắt đầu công việc ở Leningrad chỉ là một bước hướng tới việc giải quyết điều mà một số người cho là một vấn đề lớn hơn. Vào mùa thu xuất hiện các báo cáo cho biết Nga đang thiếu tàu phá băng, dẫn đến suy đoán rằng Putin sẽ gặp khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu trong kế hoạch mà ông đã đặt ra với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong chuyến thăm Mạc Tư Khoa của ông Tập vào tháng 3, Putin đã công bố một cơ quan làm việc chung để phát triển tuyến đường biển phía Bắc như một con đường thay thế cho kênh đào Su. Tuy nhiên, quan chức Nga phụ trách phát triển Bắc Cực Alexei Chikunko nói với tờ báo kinh doanh RBC vào tháng 9 rằng kế hoạch của Putin nhằm tăng gấp đôi lượng hàng hóa được cung cấp qua tuyến đường biển phía Bắc vào năm 2024 có thể bị cản trở do tình trạng thiếu tàu phá băng trên toàn thế giới. Chikunko cho rằng việc thiếu các nhà máy đóng tàu có khả năng sản xuất tàu phá băng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt, đồng thời nói thêm rằng phải mất không phải vài tháng mà là nhiều năm để đóng một trong những con tàu phá băng. HIMARS tấn công trung tâm huấn luyện quân sự của Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukraine video show HIMARS hit Russian military grange at 24 report dead. Nghĩa là video Ukraine cho thấy HIMARS tấn công khu vực quân sự của Nga khiến 24 người được tường trình đã chết. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy khoảnh khắc lực lượng Kyiv tấn công một nhóm người điều khiển máy bay không người lái tại khu huấn luyện quân sự của Nga ở vùng Donetsk, phía đông Ukraine, bằng hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao, gọi tắt là HIMARS, do Mỹ sản xuất. Đoạn phim được các kênh Telegram của Ukraine lưu hành rộng rãi, được công bố sau khi blogger quân sự Nga Vladimir Romanov đưa tin về vụ tấn công. Được cho là đã giết chết 24 người điều khiển máy bay không người lái gần thành phố Ilovice hôm thứ Tư. Đoạn phim xuất hiện rõ ràng cho thấy
cuộc tấn công HIMARS được thực hiện nhằm vào trung tâm huấn luyện máy bay không người lái của Nga ở Ilovaise, tỉnh Donetsk. Người dùng X-Dimitri từ World Translate, một dự án độc lập dịch tài liệu về chiến tranh, cho biết khi chia sẻ clip vào thứ Sáu. Cho đến nay, Mỹ đã tặng 39 HIMARS cho Ukraine thông qua các gói viện trợ quân sự. Theo các nguồn tin của Nga, một số kỳ thi đã diễn ra tại địa điểm này. Địa điểm của kỳ thi đã được gửi đi khắp nơi qua Telegram. Mọi người tụ tập lại với nhau và có thể nhìn thấy các phương tiện. Ông nói thêm, cuộc tấn công này đã khiến ít nhất hàng chục người điều khiển máy bay không người lái có giá trị của Nga thiệt mạng. Đoạn phim dài 52 giây ghi lại những khoảnh khắc trước cuộc tấn công và cắt cảnh một đám khói đen và lửa bốc lên bầu trời. Romanov, một blogger ủng hộ Điện Cẩm Linh nói rằng ông được một số người điều khiển máy bay không người lái cho biết rằng họ có thể đã bị tấn công vì nhà lãnh đạo nhóm Sudo Laptop hay ngày phán xét của họ đã bất cần đưa ra tọa độ vị trí của mình cho người lạ thông qua bot về nơi đào tạo. HIMARS đã đến, có người chết, những người điều khiển máy bay không người lái được tường trình đã cho biết như trên. Sudo Laptop là một nhóm tình nguyện viên người Nga cho biết họ sản xuất 1.000 máy bay không người lái mỗi ngày. Forbes đưa tin vào tháng 12. Máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng đối với các nỗ lực chiến tranh của cả Nga và Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tình nguyện này được thành lập vào tháng 11 năm 2023. Nó cho biết đây cũng là một trường đào tạo những người điều khiển máy bay không người lái. Kênh VCheck Oppo có ý định thu thập thông tin nội bộ từ lực lượng an ninh Nga cho biết hôm thứ Năm rằng 24 quân nhân Nga đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ tấn công. Kênh Telegram Acha của Nga cho biết khu huấn luyện quân sự bị tấn công có lẽ là từ hệ thống hỏa tiễn HIMARS. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công một cơ sở huấn luyện quân sự ở Ilovaise bị tạm chiếm, có người chết và bị thương, kênh này cho biết. Con số thương vong đang được xác định. Cả phía Nga và phía Ukraine đều không chính thức thông báo về vụ pháo kích. Romanov cho biết, Ban quản lý dự án Sudo Platov hiện đang cố gắng bưng bít tình hình và đổ lỗi cho những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Ông viết, không có ai khác bị trúng đạn ở sân tập, mặc dù có hơn 150 người ở đó. Cơ quan an ninh FSB của Mạc Tư Khoa cho biết, hai công dân Nga đã bị bắt vì chuyển thông tin về quân đội nước này cho Ukraine. Nga đã bắt giữ một số công dân của mình mà họ cho rằng đã làm việc với Ukraine hoặc tài trợ cho quân đội Ukraine kể từ khi Mạc Tư Khoa phát động cuộc tấn công quân sự toàn diện vào tháng 2 năm 2022. FSB hôm thứ Sáu cho biết, họ đã bắt giữ hai người đàn ông ở thành phố Rostov-on-Don, phía Nam với tội danh phản quốc, là tội danh có thể phải chịu án tù lên tới 20 năm. FSB sử dụng ngôn ngữ ưa thích của Mạc Tư Khoa cho chiến dịch quân sự của mình cho biết, theo một cuộc điều tra, họ đã chủ động thiết lập liên lạc với một đại diện của cơ quan an ninh Ukraine. Trong quá trình liên lạc, họ đã đồng ý thu thập
và truyền tải thông tin về các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga tham gia hoạt động quân sự đặc biệt. Nó cáo buộc hai người này đã được trả tiền để cung cấp thông tin về vị trí của thiết bị quân sự và nhân sự. Rostov-on-Don là trụ sở chỉ huy cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Thành phố này nằm trên biển Azov và cách biên giới với các khu vực Donetsk và Luhansk của Ukraine chưa đầy 100 km. Hai trong số bốn khu vực mà Mạc Tư Khoa tuyên bố đã sáp nhập. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.